Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 122 của truyện Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Chương 552, băng phong ập bạo ập tới. Thấy tên hung thần ác sát này hành sự hung ác ở trên tuyết sơn lầu, thậm chí làm bị thương người ở trong quân, Lâm Thành cuối cùng không kìm được, đứng dậy. Ấy, đây không phải là Lâm trưởng lão trẻ tuổi nhất của tuyết sơn phái sao? Tên béo phì kia, trên khuôn mặt có một vết sẹo, ném tiểu nhị qua một bên, lại cười nói. Hình phách, nói ngươi da dày, dám tới địa bàn của ta gây chuyện sao? Trong mắt của Lâm Thành dâng lên một chút lửa giận, rõ ràng cùng với nhận biết người này, trên khuôn mặt mang theo biểu tình khinh thường. Đối với khí tức lăng lệ được phái ra ở trên người của Lâm Thành, trong mắt của hình phách có một chút tránh né. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười lạnh. Lâm Thành sao? Ngươi có nhìn thấy rõ không? Hôm nay là ai tới tiểu lâu của ngươi làm khách? Thần sắc của Lâm Thành biến đổi, ánh mắt lập tức rơi xuống người đàn ông mắt ưng mặc kim bào, cầm đầu đám người hình phách. Người này mặc áo mỏng manh, trong khí trời băng thiên tuyết địa, tự nhiên lại không có chút cảm giác. Ánh mắt giống như hàn tinh, trên thân phát ra một luồng lệ khí, khiến cho lòng người ta kinh hãi. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không phát ra một lời, thần sắc lại càng trở nên lạnh như băng. Một khắc này, cả tuyết sơn lầu là một mảnh yên tĩnh. Theo đó, thần thái của người đàn ông kim bào biến hóa lại càng thêm áp lực và khẩn cấp. Lâm Thành lại vội vã nhìn từng người, hiển nhiên lại nghĩ đến điều gì, run sợ nói. Kim ma đại vương. Kim ma đại vương. Cả tuyết sơn lầu, người hơi có một chút kiến thức, lại không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Kim ma đại vương, người này chính là ma đầu đại danh lừng lẫy trong phạm vi vài ngàn dặm quanh đây. Cũng có người nhát gan sợ phiền phức, lập tức tính tiền rồi rời đi. Bên trong tiểu lâu, không khí áp lực khẩn cấp, kéo dài lâu. Kim ma đại vương lại một lời không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Thành. Hắn không nói chuyện, 6-7 tên hung thần ác sát bên cạnh cũng là đều thành thực im lặng, không nói nên một lời. Không giận tự uy, không nói mà sợ. Càng trầm mặt như vậy, áp lực lại mang tới càng lớn. Người có tên, cây có bóng. Ngay lúc này, mọi người ở trong tuyết sơn lâu đều đã rơi vào trong không khí khẩn trương và yên tĩnh. Trong mắt của Lâm Thành có chút sợ hãi, lại không thể nào không hạ thấp giọng với đối phương. Nguyên lại là Kim Ma Đại Vương các hạ. Đích thực là khách quý tuyết sơn lâu khó gặp. Tiểu nhị, tặng bọn họ một hũ tuyết ẩm tình đi. Thần sắc của Lâm Thành dịu đi rất nhiều, cố nén sự khẩn trương trong lòng, phân phó với tiểu nhị. Vâng vâng. Tiểu nhị run giọng đáp ứng, lại vội vã chạy đi một. Lấy một hũ huyết ẩm tình, đưa đến bàn cho đám người kia. Nhưng, Kim Ma Đại Vương kia chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lờ mờ hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Hình phách mập mạp kia thấy ở trong nháy mắt, lạnh lùng trách mắng tiểu nhị. Chỉ là một hũ huyết ẩm tình thì làm sao mà đủ? Ít nhất thì cũng phải lấy đi 10 hũ. Còn nữa, kêu đại đương gia các người tới đây mà xin lỗi đây. Tiểu nhị run lên một trận, ánh mắt lại hướng về phía Lâm Thành, hoàn toàn không biết phải làm sao. Nào có lý đó. Trong lòng của Lâm Thành hoàn toàn nghẹn một đoàn lửa giận, gần như muốn bạo phát. Nhưng mà thực lực của Kim Ma Đại Vương hắn nắm rất rõ, cho dù là 10 người như hắn, cũng vị tất là đối thủ. Lâm huynh, đừng có mà nóng giận. Chúng ta uống rượu của mình, yêu cầu của khách. Chỉ có thể tận sức mà thỏa mãn. Một thanh âm ôn nhuận như gió vang đến bên cạnh tai hắn. Lâm Thành lại cảm thấy áp lực giảm mạnh, thần tình cũng đã khôi phục lại vẻ tự nhiên và thoải mái. Dương Phàm lại cười dài nhìn Lâm Thành, ý bảo hắn hãy ngồi xuống. Lâm Thành gật đầu, lại ngồi xuống, phân phó cho tiểu nhị. Rồi theo quy tắc, tận lực thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, đáng làm thế nào thì làm. Vị Kim Ma Đại Vương kia là khách quý hiếm có, đưa lên cho bọn họ một bàn tiệc rượu đi. Vâng. Tiểu nhị giống như được đại xá, dựa theo phân phó làm việc. Phân phó hoàn tất, Lâm Thành lại không hề ngó ngàng tới, cùng với Dương Phàm vui vẻ đối ẩm, đồng thời cũng cảm kích. Liếc nhìn hắn một cái. Mà Kim Ma Đại Vương kia, sau khi Dương Phàm lên tiếng, con ngươi đột nhiên lại co rút, sau khi quan sát hắn thật lâu, thần sắc đã dần dần ngưng trọng. Đại Vương. Hình phách mập mạp đang hỏi ý kiến của hắn. Tất cả đều ngồi xuống cho ta, đêm nay liền sẽ qua đêm ở nơi này. Kim Ma Đại Vương hờ hững nói,
Ở trong lời nói của hắn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Dương Phàm, mà đối phương lại nhìn về phía nơi này. Trên khuôn mặt hiện lên một tia tức giận, lại ngay lập tức che giấu. Hắn có thể xác định đối phương cũng chính là một người tu tiên, lại không nhìn thấy tu vi của hắn, tạm thời không dám hành động khinh suất. Đại vương, vậy tại sao chúng ta lại phải qua đêm ở tửu lâu? Có người lại khó hiểu. Ngươi không cần phải hỏi nhiều. Kỳ Ma đại vương nói với giọng lạnh nhạt, trong mắt thoáng hiện lên một chút âm hàn. Dương Phàm vẫn tán gẫu với Lâm Thành, thuận tiện hiểu rõ tình huống đại khái của cực Bắc. Từ trong miệng của Lâm Thành, Dương Phàm cũng đã biết được phần chia khu vực cực Bắc. Ở trong mắt của thường nhân, cực Bắc được phân làm ngoại vực và nội vực. Ngoại vực cực Bắc ý nghĩa giống như cái tên, chính là phạm vi bao quanh bên ngoài cực Bắc, chính là khu vực bình yên của băng tầng. Mà nội vực nghe nói là một nơi sâu nhất của cực Bắc, là sông băng vô tận không thấy cuối. Bọn hắn chỉ là một đám phàm nhân, căn bản không chịu nổi được điều kiện lạnh nhạt và khốc liệt. Vậy cho nên, nội vực của cực Bắc, đám người Lâm Thành vẫn chưa từng tiến vào. Chỉ biết nó được giới hạn ở trong lời đồn và sách cổ. Lâm Thành lại nói rất chắc chắn. Băng tuyết tiên vực này trong truyền thuyết, ở trong nội vực của cực Bắc, tất cả phàm nhân rất khó mà tìm được. Bỗng lại vào một khắc, trong lúc đàm đạo, Dương Phàm lại đột nhiên cảm ứng cái gì, ngưng thần tầm mắt. Lâm Thành lại hơi lộ ra dị sắc, lại vẫn chỉ nhìn hắn, cũng lại không hỏi nhiều. Rất nhanh, Dương Phàm đã hỏi hắn. Khu vực cực Bắc này thông thường lại không phát sinh thiên tai gì chứ? Điều này sao? Lâm Thành lại trầm ngâm nói. Dạng như tuyết lớn lở ở trên một ngọn núi cao thỉnh thoảng cũng phát sinh. Nhưng mà trên trấn nhỏ này của ta mấy trăm năm rồi cũng là không thấy động đất. Duy nhất khó có thể đoán trước đó chính là... Là gì? Là băng phong bạo. Lâm Thành chậm rãi nói ra hai chữ. Băng phong bạo. Dương Phàm có một chút tò mò. Hắn nắm ở trong tay sinh mệnh tự nhiên, đã lờ mờ dự báo trước được ở trong thiên địa sắp nghênh đón một trận cơn lốc. Mặc dù không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, nhưng mà đối với sinh linh bình thường, cùng với những tu sĩ bậc thấp mà nói, lại là một hồi tai nạn không hề nhỏ. Đúng rồi, ở khu vực cực Bắc là bởi vì nhân tố hoàn cảnh địa lý. Trong phạm vi khu vực, tất nhiên là sẽ có cơn lốc băng. Đó là bão mưa dị thường cường đại, trộn lẫn với mưa đá, những khối băng tích tụ lực công kích cường đại. Nó có thể làm suy sụp thôn trang và thành trì. Cho dù là võ giả bình thường, trên băng nguyên gặp phải băng phong bạo cũng là khó tránh khỏi cái chết. Nhớ kỹ, băng phong bạo lần trước dường như cũng là 20 năm trước. Lâm Thành lộ ra vẻ nhớ lại, trong mắt chớp động qua một sự kinh hãi. Nhưng mà Dương Huynh tại sao lại nói tới chuyện này? Lâm Thành lại khó hiểu. Có thể đêm nay, nơi này sẽ phát sinh ra băng phong bạo đó. Ánh mắt của Dương Phàm hướng ra ngoài cửa sổ, hắn nhẹ nhàng nói. Sao? Thực sự sẽ xảy ra chuyện này? Lâm Thành kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, nếu như thực sự phát sinh băng phong bạo giống như 20 năm trước, băng vụ chấn nhỏ bé như vậy chỉ sợ hơn một nửa số người sẽ táng thân chí mệnh. Trong phạm vi 500 dặm xung quanh băng vụ chấn đều là băng nguyên bằng phẳng, tuy nhiên có thể tránh né băng phong bạo chính là chấn này, mà kiến trúc phòng ốc của khu vực khác nó khó có thể chịu được công kích của băng phong bạo. Lâm Thành lộ ra vẻ ưu tư, lại luôn dò hỏi Dương Phàm, hy vọng có được xác nhận. Cùng với những người vực vô căn cứ, còn không bằng là một cuộc chuẩn bị trước. Trên băng vụ chấn này của ngươi, không phải là cũng có mấy vị tiên trưởng sao? Có thể xin bọn họ chỉ giáo. Dương Phàm lại mỉm cười. Lâm Thành nghe nói, vội vã kêu hạ nhân từ trong tiểu lâu tiến hành dự phòng cho tốt. Kỳ Ma đại vương thấy hành động Lâm Thành, trong mắt không khỏi lộ ra dị sắc, lại càng thêm kiêng kỵ cái tên Dương Phàm này hơn. Quả nhiên, khi mà sắc trời chuyển biến sang tối hẳn, một luồng gió lạnh như băng từ khu vực phương Bắc điên cuồng gào tới. Thời gian vài hô hấp, băng vụ chấn nho nhỏ, nhiệt độ bỗng nhiên lại rơi chậm đến mấy phần. Sao lại lạnh thế này? Đây là khí trời quỷ ma gì vậy? Có người lại nói thầm. Theo sau đó, ở trong luồng gió băng, lờ mờ có thể thấy được mưa đá rất nhỏ và từng viên băng vỡ. Ngày mới đầu, điều này cũng là không khiến cho người ta quá chú ý. Dù sao khu vực cực Bắc, cho dù là có mưa đá rơi xuống cũng là không quá kinh ngạc. Nhưng chuyện này lại khiến cho sắc mặt của Lâm Thành đại biến. Hắn lại thầm nghĩ. Xem ra đã bị Dương Phàm nói trúng rồi. Băng phong bạo quả nhiên sắp ập tới. Lâm Thành lại nhanh chóng phái người đi thông báo cho người khắp trấn. Băng phong bạo, thực sự là băng phong bạo. Mọi người hãy mau chóng tìm phòng ốc kiên cố hay là tầng hầm mà trốn đi. Một lão già tu tiên gà mờ kinh hô.
trấn nhỏ đã bị một mảnh hỗn loạn, rất nhanh phần lớn đều đã rút về trong phòng. Sau một lát, một luồng gió lạnh rít gào như trường long thổi quét phạm vi ngàn dặm. Cả trấn nhỏ chịu đựng băng vỡ đầy trời. Sự tấn công của băng vũ và gió bão tàn sát bừa bãi, phát ra những tiếng lách cách, thình thịch Còn may, Tuyết Sơn Tiểu Lâu đã sớm có sự chuẩn bị. Những nơi giống như lối vào, cửa sổ đều đã cố ý gia cố, thậm chí lại đính hết cả thiết bản. Dương Phạm lại nhắm mắt lại, cảm quan kéo dài ra. Ở trong thiên địa là một mảnh sương mù, khó có thể nhìn thấy, bên người chỉ còn lại những tiếng kêu la chói tai, phòng ốc mơ hồ run rẩy. Vẫn còn may, phòng ốc ở trên băng vụ trấn, mặc dù cũng thô sơ, nhưng mà lại rất cao lớn và nặng nề, còn có thể miễn cưỡng đối kháng được. Nhưng mà vẫn có một số phòng ốc yếu ớt không chịu đựng nổi, đã bị băng phong bạo vùi lấp, người ở trong đó cũng không cách nào may mắn tránh đi được. Dưới lực lượng thiên nhiên lớn, không kẻ nào nơi này có thể chống lại, giống như tờ giấy bị thổi bay. Trong băng phong bạo, cho dù có giữ một cây cỏ cứu mạng, ở dưới sự tấn công kéo dài của cuồng phong băng vỡ, cũng đã duy trì được không bao lâu. Trong Tuyết Sơn Lâu, đám người tị nạn, khuôn mặt thấp thỏm và lo âu. Nếu như cả tòa Tuyết Sơn này lâu đã bị sập, mọi người chỉ sợ là cũng không cách nào may mắn tránh thoát. Ngoại trừ là tu sĩ bậc cao, đám người tu tiên gà mờ cũng không thể nào dưới sự tấn công của băng phong bạo duy trì bao lâu. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới một tiếng đập cửa. Mọi người ở trong Tuyết Sơn Lâu sắc mặt biến đổi. Bọn họ cũng đều rất lo lắng về vấn đề này. Một khi có một người sống không đập cửa, rốt cuộc là có nên mở cửa hay không? Nếu như mở, băng phong bạo tấn công tới lại không thể khống chế được, người ở trong cả phòng ốc đều khó có thể may mắn tránh thoát. Còn nếu như không mở, vậy là chết không cứu. Trong tiểu lâu, một vùng yên tĩnh. Không thể nào mở được, nếu như mở ra, tất cả mọi người sẽ chết. Hình phách mập mạp khẩn trương nói. Bên trong có người không? Thì ngay mở cửa, chúng ta lúc này lưu lại một lát thôi, tránh qua băng phong bạo, liền sẽ lập tức rời đi. Có một thanh âm cô gái nhẹ nhàng truyền tới, khiến cho mọi người không khỏi sinh lòng luyến tiếc. Thần thức của Dương Phàm vừa quét, phát hiện ra đám người đập cửa bên ngoài, hiển nhiên là 5-6 người tu tiên. Lâm Huỳnh, mở ra đi. Thần sắc của Dương Phàm dị thường bình tĩnh. Nhưng điều này... Lâm Thành có một chút do dự, rồi lại gật đầu, liền đi tới phía bên kia. Đứng lại. Lại có một giọng nói lạnh lùng truyền từ phía sau lưng của Lâm Thành. Lưng của Lâm Thành phát lạnh, quay đầu vừa nhìn. Kim Ma Đại Vương trong mắt lóe lên hàn quang, không biết là hắn lấy thủ đoạn gì xuất hiện phía sau lưng hắn. Ngay lúc này, tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập. Hết chương. Chương 553, nhân vật hoàn toàn mới. Bên trong thiên địa, một vùng trắng xóa mờ mịt. Dưới sự tấn công bừa bãi của xung quanh, cuồng phong và băng toái đầy trời, toàn bộ băng vụ trấn đều đã bị bao phủ. Trong một phòng mạnh, yên tĩnh, tiếng đập cửa kia cùng với những tiếng rít gào chói tai bên ngoài tửu lâu đã hòa vào nhau lại rõ ràng như vậy. Nhưng mà Lâm Thành đại phát lạnh, Kim Ma Đại Vương liền đứng phía sau hắn, sắc mặt lạnh lùng, sát khí lộ ra. Chỉ cần hắn mở cửa, đối phương sẽ động thủ mà không một chút do dự, phát động ra, chém giết lôi đỉnh. Thần sống ở trong vùng băng nguyên, Lâm Thành đương nhiên là hiểu rõ sự lợi hại của Kim Ma Đại Vương. Đối với không phái võ giả đơn thuần, mà là một nhân vật khủng bố, khiến cho mấy vị tiên trưởng đều phải sợ hãi kiêng kỵ. Nếu như không mở cửa, người ngoài cửa đồng dạng có thể phá cửa vào. Tới lúc đó, Dương Phạm lại đứng dậy, âm thanh ôn hòa. Mở cửa ra đi. Sắc mặt của Kim Ma Đại Vương cứng đờ, hắn lại chợt cười lạnh, trong tay xuất hiện một tấm bùa màu vàng. Mà thấy hắn bấm tay bắn ra, tấm bùa màu vàng kia phát tán ra hào quang rực rỡ màu vàng, ấn lên trên cửa. Từng trận vân tia vàng bám ở trên cửa, dường như có một tầng đồng vàng, thoạt nhìn không thể nào phá vỡ. Đây là tiên thuật. Những người trong phòng ngây ra, lại chợt kinh hồ, vẻ mặt đầy sự hưng phấn. Ở trên mặt của mọi người đều tràn đầy vẻ kính sợ, coi Kim Ma Đại Vương giống như một thần linh. Như vậy thì an tâm. Trong mắt của Kim Ma Đại Vương toát ra một chút đắc ý, liếc mắt nhìn Dương Phàm, hắn lại cười. Chỉ cần không mở cửa, mọi người đều sẽ không nguy hiểm tới sinh mệnh. Mọi người nghe như vậy đều gật đầu. Tuy rằng không thể nào phủ nhận, thái độ làm người của Kim Ma Đại Vương rất khát máu, tâm ngoan thủ lạt, nhưng mà hành động lúc này của hắn cũng khá hợp ích với mọi người trong tiểu lâu. Chỉ cần cánh cửa này không bị phá, vậy thì người trong tiểu lâu có thể bình yên giữ mạng. Lâm Thành lại hơi xin lỗi nhìn về phía Dương Phàm. Dương huynh, ta chỉ sợ cũng bất lực rồi.
Lực lượng tiên phù khiến cho hắn có lòng nhưng vô lực. Hơn nữa, hắn nếu như dùng sức mạnh đi mở cửa, liền đã trêu chọc đến nhiều người tức giận tại nơi này. Chẳng những là Kim Ma đại vương ngăn cản, mà ngay cả những người khác ở trong tiểu lâu đều sẽ phản đối và mắng chửi hắn. Lâm huynh, ngươi là một ông chủ lớn của tiểu lâu, nếu như thành tâm muốn mở cửa, vậy thì kẻ nào có thể ngăn cản được chứ? Mặt của Dương Phàm lộ ra ý cười, ý bảo khuyến khích hắn hãy mở cửa ra. Lâm Thành nao nao, lại chẳng biết vì sao, trong lời nói của đối phương dường như khiến cho hắn tin tưởng và có lực lượng vô hạn. Vậy được. Lâm Thành liếc mắt nhìn Dương Phàm thật lâu, cũng là không bận tâm sự phản đối của đám người Kim Ma đại vương, lại tự mình đi mở cửa. Kim Ma đại vương dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn, không ngờ lại không ngăn cản, dường như lại cực kỳ tin tưởng tấm bùa màu vàng trên cửa. Một người tu tiên gà mờ có thể bài trừ được tấm bùa bậc hai của hắn sao? Hắn lại âm thầm cười lạnh, chuẩn bị để xem Lâm Thành bị xấu mặt. Nhưng khi mà tay của Lâm Thành chạm tới vân vàng bám ở trên cửa kia, tấm bùa màu vàng đã kêu lên một tiếng phốc, hóa thành một làn gió nhẹ. Vân vàng sáng bóng ở trên cửa cũng đã biến mất không thấy. Cái gì? Sắc mặt của Kim Ma đại vương cứng nhắc, cả người giật mình, trợn mắt nhìn Lâm Thành mở cửa. Thậm chí, ngay cả bản thân của Lâm Thành cũng có một chút sững sờ. Tấm tiền phù kia như thế nào lại tự cháy được như thế chứ? Cánh cửa vừa mở ra, lại một dòng nước lạnh mãnh liệt tràn vào, khiến cho mọi người run run một cái. Tuy nhiên, không có tình cảnh cuồng phong ở trong băng tuyết hướng vào trong tiểu lâu giống như trong tưởng tượng. Cảm ơn các ngươi. Dưới sự phù trợ của ánh sáng băng, một cô gái trang nhã, tú lệ, mặc một bộ váy dài màu vàng, hướng Lâm Thành gật đầu rồi nói lời cảm tạ. Lâm Thành ngây dại, cuộc đời này chưa từng thấy qua một tiên tử dung nhan xuất trần như vậy. Cô gái kia mặc dù ở trong quần lốc băng, nhưng mà quần áo chỉ vẹn vẹn dính một chút, sợi tóc tung bay trong gió, đôi mắt sẵn sàng lại mỉm cười, mang thêm mấy phần cảm kích. Phía sau nàng còn có hai nam ba nữ, tổng cộng là 6 người, trên thân phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo đặc biệt siêu nhiên. Cô gái cầm đầu, trong bàn tay bắn ra một tia sương mù băng quang, hình thành một kết giới, khiến cho một hàng 6 người không bị băng phong bạo tấn công. Mà lúc này, dưới sự tấn công mãnh liệt của băng phong bạo, kết giới băng quang sương mù kia đã dần dần ảm đạm một chút. Kim Ma đại vương thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt âm tình, kiêng kỵ vạn phần. Cô gái này quả nhiên tu vi sâu không thể lường. Phải biết rằng, vòng bảo hộ phòng ngự của tu sĩ bậc thấp bình thường, dưới sự tấn công của băng phong bạo, khó có thể kéo dài, hơn nữa pháp lực cũng là duy trì không được lâu. Mà phạm vi phòng ngự pháp thuật này lại càng thi triển, đồng thời bảo hộ 6 người, hơn nữa từ phương xa hộ tống những người này đi vào trong băng vụ trấn, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Pháp lực hùng hậu như vậy, hơn xa hắn có thể so sánh. Mời vào. Lâm Thành bừng tỉnh, lại vội vã cho mấy người đi vào. Cô gái chàng nhã tú lệ lại cười với hắn. Ta sẽ hộ tống bọn họ tiến vào trước. Dứt lời, nàng một thân một mình đứng ngoài cửa, cho người trong kết giới băng quang đi vào trong nhà, bản thân của mình thì chắn băng phong bạo bên ngoài. Chờ 6 người này đã đều tiến vào, cô gái chàng nhã tú lệ này tay lệnh chợt điểm, cửa phòng tự động đóng lại. Sau khi toàn bộ quá trình này chấm dứt, sắc mặt của cô gái hơi trắng, lại thở ra mấy hơi, trong lòng có vẻ vẫn còn chút sợ hãi. Tiên tử, xin mời qua bên này. Lâm Thành đã nghênh đón cô gái đến bên bàn của Dương Phàm. Bởi vì trong tiểu lâu có rất nhiều người tị nạn, tất cả bàn đều đã bị chiếm hết, chỉ còn lại cái bàn của Dương Phàm và hắn vẫn còn trống. Tiên tử sao? Cô gái kia hé miệng cười. Cứ gọi ta là Liễu Tuyết Cầm. À, thì ra là Liễu cô nương. Lâm Thành lại xấu hổ cười, chờ Liễu Tuyết Cầm ngồi xuống. Dương Phàm lại tựa cười tựa không, lại nhìn về phía hai người này, lại có chút buồn cười. Về mặt tình cảm, hắn là cũng già đời hơn Lâm Thành này. Đồng thời, Dương Phàm cũng có một chút kích động. Từ sau khi bước vào trong cực Bắc, rốt cuộc đã thấy người tu tiên hoàn toàn chân chính. Những người này kết thành một đội, hơn phân nửa xuất thân từ môn phái tu tiên nào đó. Kim Ma đại vương kia tuy rằng cũng chính là người tu tiên, nhưng mà rõ ràng là xuất thân từ võ giả thế tục, sau đó mới dùng võ học để làm cơ sở tu tiên. Tài hạ là Lâm Thành, vị này là bằng hữu Dương Phàm của ta. Lâm Thành đã rất nhanh khôi phục lại sự lão luyện thành thục, nói chuyện phiếm với Tuyết Cầm, hỏi thăm tao ngộ của bọn họ. Trong lúc này, một thanh niên tóc tím trong đội tu sĩ của Tuyết Cầm dùng ánh mắt tràn đầy vẻ căm thù với Lâm Thành. Xin hỏi Liễu cô nương là người tu tiên của tông phái nào? Dương Phàm rốt cũng đã đưa ra nghi vấn. Liễu Tuyết Cầm đánh giá đôi mắt của Dương Phàm, hơi lộ ra vẻ dị sắc. Đạo hữu không ngờ cũng là người tu tiên, tư chất cũng không tính là tệ, chỉ là không có công pháp chính thống, vậy cho nên linh khí trong cơ thể có một chút hỗn loạn không thuần khiết.
Dương Phạm lại áp chế tu vi đến luyện khí kỳ, cái gọi là linh căn không tính là kém, linh khí hỗn loạn không tinh khiết, đều tất cả do hắn ngụy tạo. Bởi vì ở trong chớp mắt, Liễu Tuyết Cầm tiến vào, hắn liền sinh ra một ý nghĩ. Hắn đang tìm cách làm sao mà dùng một nhân vật hoàn toàn mới đi vào trong tu tiên giới cực bắc. Chúng ta là đến từ băng tuyết tiên vực xa xôi, là băng phách tông. Một người thanh niên tóc tím bên cạnh Liễu Tuyết Cầm lại nói với một vẻ kiêu ngạo. Dương Phạm thản nhiên liếc mắt nhìn hắn lại không nói gì, lại tiếp tục hỏi chuyện với Liễu Tuyết Cầm. Vậy xin hỏi Liễu cô nương, cô lần đầu tiên đi ra ngoài, tiến vào trong thế giới ngoại vực sao? Thế giới ngoại vực cũng chính là chỉ khu vực phàm nhân tại cực bắc. Dương đạo hữu tại sao lại biết điều này? Liễu Tuyết Cầm cảm thấy khó tin. Tiểu nữ từ khi ra đời tới bây giờ liền đã được Liễu trưởng lão của băng phách tông thu nhận, tu luyện đã mấy chục năm tại tông môn, lần này mới là phá lệ ra ngoài. Dương Phạm làm ra vẻ quả nhiên như vậy. Tu vi của Liễu Tuyết Cầm này nếu như nói ra cũng đủ để khiến cho Kim Ma Đại Vương tu vi ngưng thần hậu kỳ kia phải kinh hãi và run sợ. Kim Đan kỳ. Nàng này dĩ nhiên là Kim Đan kỳ. Theo lý thuyết, lấy tu vi Kim Đan, khi mà giao tiếp với phàm nhân bậc thấp sẽ có một loại tư thế từ trên cao nhìn xuống một con kiến phía dưới. Nhưng mà Liễu Tuyết Cầm này thì lại hoàn toàn không có. Lời nói chân thành, bình dị gần gũi, có thể đối xử ngang hàng với một phàm nhân giống như Lâm Thành. Điều này chứng minh nàng ta chưa từng nhập thế, rất có thể lần đầu tiên xuất môn. Thanh niên tóc tím bên cạnh Liễu Tuyết Cầm liên tục ho khan vài tiếng, ý bảo nàng ấy không nên nói cái gì, hỏi cũng là trả lời. Liễu Tuyết Cầm lại cũng có trí tuệ hơn người, lại hé miệng cười khẽ, thần thức truyền âm. Phương sư huynh, nhiệm vụ ra ngoài lần này của Tuyết Cầm chính là ở nơi này để chọn đệ tử mới, cũng cần thiết giao tiếp với những phàm nhân chứ. Liễu cô nương, vậy các người là tới từ băng phách tông? Lâm Thành há miệng lớn, có một chút kinh ngạc. Đúng rồi, Lâm công tử lại có vấn đề gì? Đôi mắt sáng của Liễu Tuyết Cầm lưu chuyện. À, tại hạ chính là trưởng lão Tuyết Sơn phái, sắp tới sẽ phụ trách tiếp đón tiên sư đến từ băng tuyết tiên vực, mà những năm trước đều là tiên sư băng phách môn tới Tuyết Sơn phái để chọn đệ tử. Lâm Thành kích động vô cùng. Ngươi lại là trưởng lão của Tuyết Sơn phái sao? Trong phạm vi vĩnh mấy ngàn dặm xung quanh đây bao gồm các môn phái võ học thế tục Tuyết Sơn phái, Hàn Tùng phái đều là ta phụ trách, chọn lọc đệ tử xuất sắc nhất có thiên phú nổi bật cũng là lần đi này. Liễu Tuyết Cầm lại cười dài. Sắc mặt của Dương Phàm lộ ra vẻ cổ quái, không nghĩ tới chuyện lại còn trùng hợp như vậy. Sau đó, Lâm Thành đối với 6 người, Liễu Tuyết Cầm lại kính cẩn lễ phép, kính như thượng khách. Như vậy, xin hỏi, Liễu trưởng lão khi nào đích thân tới Tuyết Sơn phái ta? Lâm Thành lại chờ mong. Sau khi băng phong bạo này kết thúc, chúng ta sẽ ở nơi này khảo tra vài ngày. Đầu tiên là sẽ đi Tuyết Sơn phái các người trước. Liễu Tuyết Cầm lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên lại bởi vì chuyện trước đây, ấn tượng đối với Lâm Thành khá tốt, trong lòng cũng có sự cảm kích. Đa tạ Liễu cô nương. Lâm Thành lại cúi đầu nói lời cảm tạ, trong thần sắc ngoại trừ sự kích động và hy vọng, đặc biệt là còn có một loại chờ mong. Mấy người Dương Phàm, Lâm Thành, Liễu Tuyết Cầm cùng nhau ngồi vào trong bàn, lời nói có vài phần hòa hợp. Chỉ là mỗi khi mà người thanh niên tóc tím họ Phương lên tiếng đều là ẩn chứa một loại kiêu căng, khiến cho người ta chán ghét. Hoàn hảo, hắn dường như lại rất khinh thường hai người Dương Phàm và Lâm Thành, rất ít khi tham gia. Dương Phàm lại nắm bắt được, thanh niên tóc tím họ Phương trong ánh mắt đã ẩn hiện một chút sát khí với Lâm Thành. Hắn lại nhìn thấy tình cảnh này trong mắt, lại thầm tự lưu ý. Khi mấy người trò chuyện cùng nhau, đám người Kim Ma Đại Vương lại ngẫu nhiên nhìn về phía này mấy lần, bởi vì nguyên nhân kiêng kỵ sợ hãi đám người Liễu Tuyết Cầm chân nên không dám tiếp cận. Băng phong bạo tàn phá bừa bãi khắp nơi suốt đêm, khi mà mãnh liệt nhất có thể nhìn thấy tiểu lâu cao lớn kiên cố đang kịch liệt lay động. Vì để ngừa vạn nhất, cách một đoạn thời gian, Liễu Tuyết Cầm tăng thêm một vạn cấm chế ở trên vách tường Tuyết Sơn lâu. Băng phong bạo mãnh liệt như vậy, người tu tiên bình thường đều không thể nào chịu đựng được bao lâu. Ngay cả Liễu Tuyết Cầm mới vào trong kim đàn, một mình nàng ta phi hành ở bên ngoài, tự nhiên là không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà muốn dẫn theo 4-5 người tu tiên bậc thấp khác cũng là có thể làm được, nhưng vẫn là phải cố gắng hết sức. Hơn nữa, một vùng bình nguyên bằng phẳng ở trong phạm vi 4-500 dặm, xung quanh bằng vụ trấn, đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng ta cùng với Tuyết Sơn lâu tạm thời né tránh. Băng phong bạo vẫn là liên tục tới sáng ngày hôm sau, rồi mới chấm dứt. Mắt thấy Liễu Tuyết Cầm muốn rời đi, Lâm Thành có một chút lưu luyến không rời. Dương Phong lại xoay chuyển ánh mắt, lại cười dài hỏi. Vậy xin hỏi Liễu cô nương, lấy tư chất tu vi của Dương Mỗ, có vào được pháp nhãn tông môn và trở thành đệ tử tông phái không? Một ý nghĩ linh quang chợt lóe,
làm sao mà dùng một nhân vật hoàn toàn mới tiến vào trong tu tiên giới của cực Bắc. Dương Phàm lặng yên bước lên trên đầu tiên. Liễu Tuyết Cầm quan sát hắn vài lần, lại cười nói: luyện khí hậu kỳ, tư chất thì cũng miễn cưỡng, tuổi hơn 20, hơi có một chút lớn, nhưng về tổng thể mà nói cũng là đủ tư cách. Hết chương. Chương 554, băng nguyên sát khí. Đối mặt với câu hỏi của Dương Phàm, Liễu Tuyết Cầm dường như đáp ứng được sự thỉnh cầu gia nhập băng phách tông của hắn. Thấy như vậy, Lâm Thành bên cạnh Dương Phàm mặt lộ ra một vẻ hâm mộ và vui mừng. Trong mắt của hắn, có thể gia nhập được tiên môn trong băng tuyết tiên vực, đó là một loại lực vinh quang cỡ nào. Đây là một nguyện vọng của bao nhiêu người truy tìm bản chất của lực lượng và trường sinh bất tử. Lâm Bằng Hữu tuy rằng quen biết chỉ vẹn vẹn một ngày thôi, cùng lúc hắn hâm mộ cũng cảm thấy cao hứng cho Dương Phàm. Nói như vậy, Dương huynh có thể gia nhập băng phách tông môn? Mặt của Lâm Thành lộ ra một chút vui mừng, lại ra hỏi Liễu Tuyết Cầm. Làm sao mà dễ dàng như vậy được? Thanh niên tóc tím họ Phương kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Phàm. Điều kiện trái lại miễn cưỡng phải đạt tới, nhưng mà băng phách tông ta là một đại phái tu tiên danh chấn một phương của tu tiên giới, làm sao mà lại chọn đệ tử đơn giản như vậy được? Băng phách tông chọn đệ tử không chỉ là nhìn xem tư chất của người một cách đơn thuần, đồng thời lại phải kiểm tra nghị lực, phẩm chất, thậm chí ngay cả thân phận lai lịch của người cũng là phải hỏi cho biết rõ hết. Còn nếu không, ở tu tiên giới này chẳng phải là tùy tiện một kẻ có thể gia nhập băng phách tông ta sao? Tuy rằng biết đối phương cố ý gây khó xử, nhưng mà Dương Phàm lại không thể không thừa nhận thanh niên tóc tím này đều là nói có lý. Vừa nghe hắn nói như vậy, trên mặt của Liễu Tuyết Cầm lại lộ ra vẻ do dự. Lần này sư tôn sở dĩ phái nàng ra ngoài để tuyển chọn đệ tử, kỳ thực là để cho nàng vào tôi luyện, làm tăng lên một chút lịch duyệt, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Còn nếu không, đi ra ngoại vực một chuyến để tuyển chọn một ít đệ tử vào huyết mạch mới tiến vào, tại sao lại cho một cường giả kim đan cao cao tại thượng đi chứ? Dương Mỗ chỉ là một tán tu, trường kỳ ở trong rừng băng núi tuyết, nhập thế là cũng không lâu, thân phận lai lịch tự nhiên là không cần phải nghi ngờ. Điểm này Lâm huynh có thể làm chứng. Trong mắt của Dương Phàm lộ ra ý cười, lại tự biện minh cho chính mình không nhanh không chậm. Giờ phút này, trong lòng lại không ngờ có một loại thể nghiệm thay đổi nhân vật hoàn toàn mới. Tạm thời bỏ qua, thần thông cùng với kinh nghiệm của mình, chỉ là một gã tán tu không hiểu biết gì về tu tiên giới cực Bắc, lại sắm vai cuộc sống mới cho một nhân vật khác. Đồng thời, ở trong một loại thể nghiệm như vậy, hắn có một loại tâm tình thích thú và thoải mái, chỉ có thể thầm hiểu, không thể nào nói thành lời. Đúng rồi, Dương huynh đích thực là thiếu hiểu biết lắm, khi mà hắn vừa mới tuyết sơn lâu, ngay cả băng tuyết tiên cảnh là gì cũng không biết. Lâm Thành lại vội vã làm chứng cho Dương Phàm, hơn nữa lại còn thể son sắt. Lâm Mỗ lấy nhân cách đảm bảo, lời đó không giả dối đâu. Dương Phàm ở bên cạnh nghe xong lại có một chút xấu hổ, đồng thời cũng là có một chút cảm động. Nếu như hắn lại dùng một thân phận giống như Nguyên Anh lão quái mà hiện thế, mọi người cùng nhau mà cung kính hắn, kinh sợ lại có thừa, chẳng phải là không thể nào kết giao được bằng hữu nhiệt tình. Liễu Tuyết Cầm sau khi nghe xong lại mỉm cười. Nhân phẩm của Lâm công tử đương nhiên là đáng tin. Như vậy xem ra thân thế và lai lịch của Dương đạo hữu này cũng khá đơn giản, cũng là đều thích hợp rồi. Bởi vì nguyên nhân trước đây Lâm Thành chủ động mở cửa, Liễu Tuyết Cầm lại có ấn tượng rất tốt với hắn, cũng là có một chút hào cảm và tin tưởng lời nói của hắn. Còn về phần nghị lực, Dương Mỗ là không môn không phái, bằng vào một quyển công pháp sư tôn lưu lại không đầy đủ, kiên trì đến mười mấy năm, tu luyện với tu vi luyện khí hậu kỳ như bây giờ. Vậy dám hỏi phần kiên trì này có phù hợp với yêu cầu nghị lực hay không? Vẻ tươi cười của Dương Phàm lại thu liếm, giọng điệu lại khôi phục lại bình thản. Thực sự cũng khó trách, linh khí ở trong cơ thể của Dương đạo hữu hỗn tạp và không tinh khiết, nguyên lai công pháp tu luyện lại không đầy đủ. Tuy nhiên, người có thể kiên trì mười mấy năm và tự mình tìm tòi đến luyện khí hậu kỳ, thực sự không hề dễ dàng gì, đúng là nghị lực có thừa. Liễu Tuyết Cầm lại giật mình nói, trong mắt lộ ra vài phần khen ngợi. Trải qua một phen giao thiệp, Liễu Tuyết Cầm bước đầu đã nhận thức được Dương Phàm có thể gia nhập băng phách tông hay không, chỉ cần mang vào trong tông môn tiến hành lần khảo hạch cuối cùng vậy là được. Đối với chuyện này, người thanh niên tóc tím họ Phương mặt vẫn lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn lờ mờ lại cảm giác thân phận và lai lịch của Dương Phàm lại không hề có khả năng đơn giản như thế, nhưng mà lại chẳng nói được ra nguyên nhân. Hơn nữa, Liễu Tuyết Cầm yêu ai yêu cả đường đi, nhập thế không lâu, chấp nhận Dương Phàm, hắn lại càng không được làm trái. Dù sao, Liễu Tuyết Cầm này mới là người dẫn đầu của lần xuất hành này, thân là kim đan bậc cao 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 tại thượng, chân chính quyết định, thanh niên tóc tím cũng không thể nào phủ quyết. Đợi tới băng phách tông,
Khi mà khảo hạch ở tông môn, vậy ta nhìn xem ngươi làm sao mà may mắn nổi. Thanh niên tóc tím lại âm thầm cười lạnh, không nói gì thêm. Phương sư huynh, huynh cho là thế nào? Lúc này, Liễu Tuyết Cầm lại quay lại hỏi hắn. Vị Dương đạo hữu này trông có vẻ cũng không tệ. Nếu chấp sự đã đồng ý, vậy thì ta chẳng có ý kiến gì. Trên mặt của thanh niên tóc tím lộ ra vẻ cười sán lạn. Dương Phàm lại có một chút quái dị liếc nhìn hắn một cái. Cảm quan siêu phàm của hắn, làm sao mà không cảm thấy người này cười không hề gian dối chứ? Không bằng như thế này đi. Dù sao chúng ta cũng đã đến lúc phải đi Tuyết Sơn Phái chọn đệ tử. Dương đạo hữu cũng là bạn tốt của Lâm công tử, có thể đi trước đến Tuyết Sơn Phái. Tới lúc đó lại càng tiện cho việc tham dự khảo hạch hơn. Liễu Tuyết Cầm lại trầm ngâm nói. Như vậy làm phiền Liễu cô nương rồi. Dương Phàm ôm quyền cảm tạ. Vậy trong vòng khoảng 4-5 ngày sau chúng ta sẽ đi Tuyết Sơn Phái. Liễu Tuyết Cầm trước khi đi để lại một câu, đôi mắt sáng vẫn còn dừng trên mặt của Lâm Thành ở trong nháy mắt. Nhìn thấy một đám 6 người Liễu Tuyết Cầm phá không mà đi, Lâm Thành lại nhìn thấy phương hướng mấy người biến mất, sợ rùi một hồi lâu. Dương Phàm lại bắt đầu trêu ghẹo. Lâm huynh, có xem vừa ý Tuyết Cầm cô nương rồi có phải không? Lâm Thành cũng là người bộc trực thành khẩn, lại gật gật đầu, lại chợt ánh mắt ảm đạm, lại thở dài. Nhưng pháp lực của nàng ấy rất cao thâm, lại còn đẹp như là tiên tử, ta làm sao mà xứng đối với nàng chứ? Chỉ cần dám nghĩ dám làm, vậy thế gian này có bao nhiêu chuyện không thể nào hoàn thành được. Lâm huynh không cần phải quá tự ti. Dương Mỗ nhìn ra được, Liễu cô nương có một chút hào cảm với người đó. Dương Phàm lại cười dài. Ngươi nói thật sao? Con người của Lâm Thành sáng rực, nhưng vẫn cảm giác không tin cho lắm. Nhưng mà nàng nhiều nhất là có ấn tượng không tệ với ta thôi. Nhưng mà chắc chắn không thể nào quan tâm tới phàm tục, phàm phu tục tử như ta. Nghe lời đó, Dương Phàm lại nhớ lại tình cảnh trước kia của mình. Vào lúc đó, mình cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Ở trước mặt của Vân Tiên Tử cảm thấy rất tự ti, có một chút lo lắng, thậm chí là có một chút ý niệm từ bỏ trong đầu. Nhớ lại chuyện này, ánh mắt của hắn xa xăm, lại nhìn vào bên trong mắt của Lâm Thành, nghiêm túc nói. Lâm huynh hãy cứ yên tâm, chỉ cần ngươi dám nghĩ dám làm, Dương Mỗ có thể giúp ngươi một tay. Vậy rất đa tạ Dương huynh. Đã có những lời này của huynh rồi, ta dường như là tự tin hơn 10 phần đó. Lâm Thành lại hít sâu một hơi, cảm kích nhìn Dương Phàm. Chẳng biết vì sao, một luồng khí chất trên người của Dương Phàm lại khiến cho hắn rất tin tưởng, kìm lòng không được, tin vào lời hắn nói, ở trong lòng lại tràn ngập sự tín nhiệm và dũng khí. Tình cảnh này lại tương tự tối hôm qua, mở cửa tới cỡ nào. Trải qua một đêm băng phong bạo tàn phá, băng vụ chấn là một mảnh hỗn độn, một màn lớn, những phòng ốc bị sập, đè chết 100-200 người. Người bên trong chấn đã có nơi che chở, còn như vậy, mọi người ở một vùng băng nguyên bằng phẳng gần đây lại không hề may mắn như thế. Theo đánh giá của Dương Phàm, tu vi giới bậc cao, mặc dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, gặp phải băng phong bạo này ở trên bình nguyên, nếu ở trong nửa canh giờ không thể nào tìm được nơi ẩn nấp, cũng sẽ táng thân ở trong băng phong bạo. Chỉnh đốn một ngày tại băng vụ chấn. Ngày thứ hai, Lâm Thành và Dương Phàm đã đến một nơi đi bộ ra khỏi băng vụ chấn, tiến vào trong một vùng băng nguyên tuyết địa mênh mông bát ngát. Lâm huynh lại không sợ băng phong bạo ập tới lần nữa sao? Dương Phàm lại cười dài. Băng phong bạo nơi cực bắc và đại hải nan ở Thiên Cầm nội hải có một chút tương tự. Chỗ khác nhau là băng phong bạo này liên tục không dài, chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, hơn nữa là một nhân tố do môi trường và địa lý. Mà đại hải nan tại nội hải cứ cách 20 năm một lần liên tục thời gian đó lại là do nhân tố tai nạn gây ra. Theo ta được biết, khả năng băng phong bạo bùng nổ liên tục cùng với khu vực này là rất nhỏ. Thậm chí băng phong bão như vậy, mấy chục năm mới là có một lần ở băng vụ chấn. Mà tình huống liên tục bùng nổ ra thì vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong truyền thuyết thôi. Nếu như mà thực sự lại bùng nổ băng phong bão lần nữa, vậy chỉ có thể trách vận mệnh của chúng ta quá kém. Ngay cả ông trời là cũng muốn đối địch với chúng ta rồi. Lâm Thành lại nửa nói giỡn. Dương Phàm lại gật đầu, sau đó lại dùng một loại ánh mắt nhìn bầu trời phía cực bắc, chậm rãi mở miệng. Ta lại cảm giác băng phong bão này là điều tiết tự nhiên môi trường không cân bằng tại nơi cực bắc. Mỗi khi mà bùng nổ một lần, môi trường địa lý khu vực này liền sẽ có xu hướng cân bằng. Hơn nữa, liên tục trong thời gian dài, nó có thể sẽ không có khả năng liên tục bùng nổ ra. Điều này, Dương Huynh có thể phân tích ra nguyên nhân sinh ra băng phong bạo. Tuy rằng ta lại nghe không hiểu lắm, nhưng mà cảm giác theo lời của Huynh đúng là càng thực sự chuẩn xác. Lâm Thành há to miệng, lại nhìn chằm chằm Dương Phàm một lúc lâu. Đột nhiên, hắn lại cảm giác đồng bọn bên cạnh mình tuyệt đối là không hề đơn giản. Theo hắn biết, mấy vạn năm qua, tại khu vực cực bắc, sự bùng nổ và hình thành băng phong bạo vẫn là một điều bí ẩn,
không có cách nào giải thích của người uy quyền chân chính. Ít nhất, ở ngoại vực của cực Bắc, bao gồm những tiền sử kia, đều là không thể nào giải thích được nguyên nhân hình thành của băng phong bạo, nhiều nhất là căn cứ vào trong dấu hiệu báo trước nào đó. Trước tiên, phải biết được sự tiến tới của băng phong bạo. Chuyện đó thì có liên quan đến đặc thù và tính tu luyện công pháp của ta. Đối với thiên nhiên cũng là có những cảm xúc cực kỳ sâu sắc. Dương Phàm lại cười. Đột nhiên, hắn đối với vùng thiên địa cực Bắc này lại sinh ra một chút hứng thú tràn ngập. Phía xa, lại nhìn bầu trời đất xa ở cực Bắc, trong mắt của Dương Phàm hiện lên một chút vầng sáng kỳ dị. Có lẽ điều này sẽ có lợi cho ta tìm hiểu cảnh giới thứ hai của diễn căn dung thông với bầu trời. Quán thông thiên địa. Dương Phàm ở trên cơ bản dung thông đại địa, bước tiếp theo chính là dung thông lực lượng của bầu trời. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hình thành thiên nhân mô thức đầy đủ, thổi diễn ra cảnh giới chưa biết, lại càng thêm cao thâm của tiên hồng quyết. Ngay lúc mà Dương Phàm nhìn kỹ môi trường thiên địa cực Bắc, ở trên con đường băng nguyên, bỗng nhiên lại có một tiếng sói tru. Lâm Thanh giật mình, lại cả kinh. Không tốt rồi, là băng lang. Xem ra ít nhất là có mấy chục con. Băng lang. Dương Phàm lại triển khai ra cảm quan, mặt lộ ra vẻ cổ quái. Phải rồi, băng lang là một chủng loại rất phổ biến ở cực Bắc. Chúng nó lại thích ứng với môi trường của băng nguyên. Tốc độ của nó lại rất nhanh. Sống thành đàn. Bình thường có tới mười mấy con, ngay cả võ giả thiên tiên cũng là phải sợ chúng. Lâm Thành giải thích. Ngay khi hắn nói chuyện, tiếng sói tru lại càng gần. Con đường phía trước băng nguyên xuất hiện mấy chục con băng lang, cả người trắng như tuyết, một đám phát ra lệ khí. Không xong rồi. Đây không phải là băng lang bình thường, mà là tuyết văn băng lang. Thăng cấp thành hung thú rồi. Lâm Thành lại kinh sợ phát ra một tiếng, nói với Dương Phàm. Dương huynh, chúng ta phải chạy mau, nếu không sẽ mất mạng đó. Các người muốn chạy đi đâu? Đúng lúc này, cách mấy dặm phía sau hai người, nhảy ra 6-7 bóng người. Người cầm đầu, một đôi mắt ưng mặc kim bào, mắt như hàn tinh, khí tức ở trên người phát tán ra một luồng âm lệ kinh hãi. Người, Kim Ma Đại Vương. Lâm Thành hoảng sợ, lại đột nhiên ý thức được, đám băng lang này xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Hết chương. Chương 555, thật nhiều phù triện. Trên con đường băng nguyên không rộng lắm, hai người Dương Phàm đã gặp phải cục diện giáp kích trước sau. Phía trước mấy chục con băng lang cả người vằn tuyết trắng, trong mắt lộ ra huyết quang và sát khí lạnh như băng. Sau khi chạy tới gần, trông giống như là có tổ chức, chậm rãi tới. Mà đám người phía sau, 7-8 người Kim Ma Đại Vương hiện thân ở cách mấy dặm. Lâm Thành, hôm nay vùng băng nguyên này là nơi táng thân của ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi là trưởng lão ưu tú nhất của Tuyết Sơn Phái, lại còn vô lễ với Kim Ma Đại Vương. Hình phách mập mạp ở trên mặt hiện lên đầy thần sắc âm độc và âm mưu. Tay cầm một lợi thủ màu đen nặng đến mấy chục cân. Kim Ma Đại Vương đứng ở ngay phía trước nhất, sắc mặt của hắn lạnh lùng, ở trong mắt là một mảnh băng hàn. Hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn chằm chằm hai người. Hắn vẫn không nói được một lời. Trên người phát tán ra một khí tức âm hàn, lại càng ngày càng áp lực, khiến cho người ta không thể yên. Cục diện nguy cấp như vậy khiến cho Lâm Thành kinh hoàng khó ổn, cố gắng tỉnh táo, lại thấp giọng nói với Dương Phàm. Chỉ sợ chạy không thoát. Ở trên băng nguyên này, tốc độ của chúng ta lại không thể nào nhanh hơn những con băng lang này được. Nếu như mà trốn không thoát được, vậy thì chúng ta có thể liều mạng. Dương Phàm vẫn trấn tĩnh, tự nhiên. Trong con người của hắn dường như còn lộ ra một chút ý cười nghiền ngẫm. Thấy như vậy, trong lòng của Lâm Thành lại hơi bình tĩnh lại, đã bị lời nói của Dương Phàm lây lan. Bọn chúng không ngờ lại không chạy trốn sao? Kế hoạch trước đây của chúng ta đã hoàn toàn dư thừa rồi. Một người đàn ông gầy gò hùng hán lại thấp giọng nói thầm. Như vậy thì tốt, trực tiếp bọc đánh hai bên, phối hợp với tuyết băng lang, tiêu diệt bọn chúng. Hình phách mập mạp lại quét to. Sau đó, 7-8 người hung thần ác sát, ánh mắt đều hướng về Kim Ma Đại Vương, chờ mệnh lệnh của hắn. Kim Ma Đại Vương này cả một người lộ ra một luồng âm lãnh, thần sắc lại cảm thêm lạnh lùng, sát ý như là thực chất phát ra. Cứ như vậy, hắn lại đứng thẳng thật lâu, khiến cho mọi người cảm thấy áp lực bất an. Trong mắt của Dương Phàm hiện lên một chút dị sắc, hắn lại cảm thấy rất buồn cười. Một chiều này của đối phương, hù người bên ngoài thì được, nhưng mà ở trước mặt của một cường giả có thực lực chân chính như hắn, chính là tăng thêm trò cười rồi. Hắn lại mỉm cười, nói với Lâm Thành. Nếu như bọn họ động, vậy thì chúng ta không cần phải khách khí. Dứt lời, hắn đi đến đám người Kim Ma Đại Vương. Lâm Thành lại do dự một chút, cũng theo sát phía sau. Sao? Con người của Kim Ma Đại Vương có chút co rút, một luồng hàn ý trong mắt, khiến cho tâm thần của người ta run rẩy.
Tâm thần của Lâm Thành bỗng nhiên lại máy động, thân thể phát lạnh, cảm giác có một chút sợ hãi. Dương Phạm lại nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng đã ngừng lại, nói với một vẻ ôn hòa. Mặc kệ là gặp kẻ địch nhân cường đại như thế nào, đầu tiên ở trong lòng của ngươi không có nên bại bởi vì tinh thần của đối phương. Nếu như không, ngay cả một đường hy vọng, ngươi cũng không thể nào có được. Lâm Thành nghe như vậy, dưới một luồng khí tức quanh quẩn và ấm áp, một tâm tình kiêng kỵ và lo sợ trong lòng lập tức đã biến tan, bắt đầu chính diện đối diện với Kim Ma Đại Vương. Tuy rằng vẫn có một chút hoảng hốt, nhưng mà hắn dường như đã cảm giác ra đối phương cũng không phải là đáng sợ như trong tưởng tượng. Huống chi, địch nhân của chúng ta đối mặt chỉ là những con hổ giấy, cứ như vậy tạo ra khí thế quá mức gượng ép. Cao thủ chân chính căn bản không cần phải làm như thế. Dương Phàm lại cười dài. Lâm Thành gật gật đầu, càng ngày càng cảm thấy được bản thân bằng hữu của hắn đúng là không đơn giản. Hắn hít sâu một hơi, lại nói với Dương Phàm. Cảm ơn người. Sau đó, trong ánh mắt của hắn lờ mờ xuất hiện hào quang lóe lên bức người, lại nhìn thẳng vào Kim Ma Đại Vương, vui mừng không sợ gì. Đúng là đáng ghét. Sau mặt của Kim Ma Đại Vương sành mét, khí tức âm hàn ở trên người của hắn bức nhân, đột nhiên đã biến mất, lại biến thành một cơn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bị Dương Phàm vạch trần thủ đoạn một cách lộ liễu, hắn lập tức lại thẹn quá hóa giận. Cả người hắn lại không khỏi phát run, lửa giận ở trong mắt thiêu đốt, đạt tới bên bờ đạo phát. Động thủ với chúng. Sắc mặt của Kim Ma Đại Vương xanh mét, đột nhiên lại vùng tay lên. Ra lệnh ra một tiếng, 7-8 người, thân hình vù vù, xông tới phía hai người Dương Phàm. Những người này đều là võ giả đứng đầu thế tục, trong đó thậm chí là còn không thiếu vài thủ đoạn tiên thuật. Đúng lúc như vậy, Tuyết Băng Văn Lang sau lưng lại giết gào thét, tăng tốc đánh tới đám người Dương Phàm. Sắc mặt của Lâm Thành đại biến, lấy ra một thanh bảo kiếm lóe sáng sắc bén, cắn chặt hàm, dàn trận sẵn sàng đón địch. Dương Phàm lại cười nhẹ, trong tay trống rỗng xuất hiện một tấm phù triện. Ngón tay của hắn bắn ra, một đạo phù triện sáng chói hào quang ngọn lửa, lấy hai người làm trung tâm, hình thành một luồng sáng. Đường kính vòng vòng, một trượng, ngọn lửa cao quá nửa người, khiến cho tuyết văn băng làng, phía sau lại kiêng kỵ vô cùng, quanh quẩn một chỗ, vòng vòng quanh ngọn lửa, không dám đi tới. Phù triện bậc hai sao? Kim Ma Đại Vương lại cười lạnh một tiếng, hai tay lại bắt bí quyết, một luồng âm phong băng quang giống như từ trong tay của hắn phát ra, giao kích mục cùng một chỗ cùng với hào quang ngọn lửa đó. Trong vòng sáng xung quanh hai người Dương Phàm lại chợt ảm đạm, đám băng lang đã tới gần, chỉ chờ ngọn lửa tắt sẽ quần thể xông tới. Nhưng mà ta còn không ít đó. Dương Phàm lại vỗ vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một đống rất nhiều phù triện. Cái gì đó? Sắc mặt của Kim Ma Đại Vương lại đại biến. Hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm vào phù triện trong tay của Dương Phàm. Đống phù triện này ít nhất là cũng có đến 4-50 tấm, không ngờ đều là phù triện bậc 2. Điều này đối với một vị tu sĩ ngưng thần kỳ mà nói lại khó tin thế nào. Dương Phàm giống như là ném giấy, xuất ra đến 4-5 tấm một lúc. Những tấm phù triện này hoàn toàn là bắn ra một luồng hỏa xà dài tới 2 trượng, cực kỳ nóng rực, khí thế kinh người. Trong đám người lập tức truyền tới những tiếng kêu gào thảm thiết, người thì bị hỏa xà chính diện đánh trúng, khó có thể may mắn tránh thoát. Còn có mấy người thân thể bị đốt sạch, đau nhức kêu la thảm thiết. Lùi lại, lùi lại. Kim Ma Đại Vương nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất lùi về phía sau. Tiến tới, một hàng 7-8 người, để lại 3 khối thi thể, còn lại mấy người hơn phân nửa cũng đã bị tràn tới, thường thế không nhẹ. Đại Vương, không phải là nói, kẻ này tu vi thấp kém, không có chịu nổi một kích. Tại sao hắn lại có thần thông như thế này được? Một người đàn ông có mái tóc cháy đen, nghĩ một tí mà sợ, khó có thể giải lý được. Thực sự là khủng bố. Tiểu tử này chỉ là có tu vi luyện khí kỳ, mà hắn lại có được nhiều phù triện như thế sao? Kim Ma Đại Vương nghiến răng kèn kẹt, lại không thể nào làm gì. Ở bên trong tay của đối phương có một đống phù triện bậc 2, chỉ là ném ra một tấm, khiến cho đám người mình ăn không tiêu. Đồng thời, hắn lại nhìn trong mắt của Dương Phàm, xuất hiện thêm mấy phần tham lam. Người này tu vi rõ ràng thấp kém, nhưng tài sản của hắn lại hùng hậu. Nếu như chém chết hắn, vậy thì... Tim của hắn lại đập nhanh hơn, sắc mặt âm tình biến hóa. Không ổn rồi. Đột nhiên, Lâm Thành lại kinh hồ. Lệ Phong phía sau rít gào, những tuyết vằn băng làng kia đã đánh tới. Nguyên lai, vòng sáng ngọn lửa dưới chân của hai người dần dần ảm đạm tắt, không đủ để uy hiếp những hung thú này. Dương Phàm lại đột nhiên quay đầu, mấy chục tấm phù triện trong tay đều đã nặng, bém, ném ra ngoài. Những tấm phù triện này phóng ra từng luồng pháp luật
thuật chói mắt, nháy mắt đã lập tức bao phủ đám tuyết văn băng lang này. Uy lực mấy chục tấm phủ triện bậc hai chất đồng. Chất đống bùng nổ đáng sợ như vậy, thế nào chứ? Chỉ một thoáng, trong phạm vi mấy trăm trượng lay động một trận, tuyết văn băng lang lại xông tới. Trong khoảnh khắc, lại ngã xuống một khoảng lớn. Không đến hai ba hô hấp, trên sân mấy chục con tuyết văn băng lang gần như đã bị diệt sạch không còn gì. Khi mà hào quang pháp thuật kinh người này chói mắt mà hết, sau khi biến mất, xa xa chỉ còn lại một con băng lang không ngừng run lên, trong mắt lại tràn ngập sự hoảng sợ. Nó bị dọa đến ngay cả chạy trốn cũng không có dũng khí. Trên mặt của Lâm Thành dại ra một mảnh, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Đám mười người Kim Ma Đại Vương lại trợn mắt há hốc miệng, lại chợt ở trên mặt của hắn lộ ra một chút đau đớn và đáng tiếc. Đó chính là 40-50 tấm phù triện bậc 2, ít nhất có thể đổi lấy mấy trăm hay là hơn mấy ngàn linh thạch, không ngờ đã bị người này tiêu xài không một chút nào quý trọng. Dương Phong lại vỗ vỗ tay, trên mặt của hắn lộ ra một tia mỉm cười, nhìn một con tuyết văn băng lang cuối cùng, chần chừ một lúc lại lấy ra thanh phong kiếm mà sư tôn Liễu Vô Ngần đã từng tặng. Đây lại chính là một kiện linh khí. Nguyên vốn chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng mà dưới sự sử dụng và nhiều lần rèn luyện của Dương Phàm, lại đã đạt tới một trình độ có thể so với linh khí cực phẩm. Cực phẩm linh khí? Khuôn mặt của Kim Ma Đại Vương mạnh mẽ co giật. Hắn bước vào bên trong ngưng thần kỳ đã mười mấy năm, mới không có ngờ được một kiện linh khí trùng phẩm, thậm chí là hắn còn quá mức đắc chí. Nhưng mà ngay trước mặt lại chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, không ngờ đã có được linh khí cực phẩm. Điều này khiến cho hắn là một tu sĩ ngưng thần kỳ đã có nhãn hiệu lâu đời này khó có thể chịu đựng được. Vẻ tham lam trong mắt của Kim Ma Đại Vương đã đạt tới cực điểm, thậm chí lại che phủ lý trí cùng với bình tĩnh đáng có. Tiểu tử này vì bảo mệnh, phù triện khẳng định đã dùng hết, hiện tại giết hắn là một con băng lang cũng không còn chiến ý gì. Không có ngờ cùng với cực phẩm linh khí đó, quả thực là dùng dao mổ trâu mà cắt tiết gà rồi. Kim Ma Đại Vương lại tim đập nhanh hơn, lại nói khẽ với mấy người bên cạnh. Chuẩn bị động thủ đi, kẻ này pháp lực rất kém, dựa vào phù triện và bảo vật, không có đáng nhắc tới. Hiện tại phù triện của hắn đã dùng hết rồi, giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Dự phẩm lại không chế được thanh phong kiếm xuất kích, chỉ thấy thanh hà lại chợt lóe. Còn băng lang đang run sợ kia nghẹn ngào kêu lên một tiếng, đang bị xuyên qua thân thể, khí tuyệt bỏ mình. Động thủ. Gần như cùng lúc, Kim Ma Đại Vương mang thêm mọi người từ phía sau giết tới. Hắn lại khống chế một thanh sảnh hàn khí xung quanh, tăng lên trượng, từ trên xuống dưới, hùng hăng chém về phía hai người Dương Phàm. Lâm Thành chấn động, bảo kiếm trong tay lại vù một tiếng, bay ra đón. Không hề bị trì hoãn, linh khí trung phẩm thiết thiêu đã bị chém gãy linh khí hạ phẩm, hắn khó khăn lắm mới có được. Sắc mặt của Lâm Thành hơi tái, thân hình lay động dữ dội. Trên mặt của Kim Ma Đại Vương lộ ra một đắc ý cười điên, tiện đà lại khống chế thiết tiêu, đánh về phía hai người. Lại còn có thêm mấy võ giả hùng hãn, cũng là xung phong liều chết tại đây. Quên là còn có ta sao? Dương Phàm cười dài, trong tay lại xuất hiện một đống phù triện phát tán ra một luồng linh khí dao động. Hả? Cái gì đó? Đám người Kim Ma Đại Vương vẻ mặt lại cứng nhắc, lại trợn trong mắt lấy làm kinh ngạc. Không tốt rồi, chạy mau. Kim Ma Đại Vương lại kinh sợ nhảy lên, thân thể lập tức lăn lộn, thoát đi ra ngoài. Gần như ngay sau đó, một vùng hào quang chói mắt bao phủ phạm vi mấy mươi trượng. Mấy tên võ giả thế tục đều giống như bị bao phủ vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết đã bị gầm, rú che giấu. Trong pháp thuật bùng nổ và đáng sợ như nước lũ, những người này ngay cả thi thể cũng đã đều bị lưu lại, toàn bộ bốc hơi. Kim Ma Đại Vương gian nan tránh thoát ra khỏi vòng, lại thừa hồn hển, toàn thân của hắn ướt đẫm, vẻ mặt hồi hộp không hiểu. Trên mặt của Lâm Thành cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, hồi lâu rồi mới hoảng hốt lại, thấy ánh mắt kỳ quái nhìn Dương Phàm. Người lại có nhiều tiên phù như vậy sao? Sắc mặt của Lâm Thành rất phấn khích. Nhanh lên, động thủ, giết chết Kim Ma Đại Vương. Người này là cường đạo. Cường đạo vương xung quanh đến mấy ngàn dặm, giết tốt, đánh cướp, không có chuyện ác nào mà không làm. Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại vội vã thúc giục. Kim Ma Đại Vương nghe thấy như vậy, trong lòng lại hồi hộp một chút, không nói hai lời, chạy trối chết. Một tấm phù triện bậc hai cuối cùng rồi. Dương Phàm lại nâng tay sờ sờ túi chữ vật, sắc mặt lại khẽ biến. Sao? Lâm Thành lại hô nhỏ một tiếng. Một tấm cuối cùng. Kim Ma Đại Vương đang chạy trối chết, hắn lại lập tức dừng chân. Hắn nhìn lại, quả nhiên trong tay của Dương Phàm chỉ còn lại đúng một tấm phù triện bậc hai duy nhất.
Mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, hắn lại chợt lắc đầu cười lớn, nước mắt cũng đang nhanh chóng theo tiếng cười chảy ra. Tiểu tử, ngươi lại chỉ còn có một tấm phù triện cuối cùng, nhìn ngươi làm sao mà kiêu ngạo với ta nữa. Hắn lại đúng không có ý tốt, vẻ mặt lạnh cười âm tà, lại tới hai người bộ dạng có vẻ nắm chắc phần thắng lợi. Hết chương. Hết tập 122. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.